Ngay từ những tuần học đầu tiên của năm học mới 2023-2024, các trường học trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng ổn định nề nếp, tạo không khí học tập hăng say cho mỗi học sinh. Năm học 2023-2024 là năm tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 với các lớp 1, 2, 3, lớp 6, 7, lớp 10 và triển khai mới với lớp 4, lớp 8, lớp 11. Tại các trường học trên địa bàn thành phố, ngay từ những ngày đầu năm học mới, tình hình học tập của các lớp khá ổn định, nề nếp. Các khối 4, 8, 11 đã bắt nhịp nhanh chóng với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Và các thầy cô đã có cách làm riêng, sáng tạo để tiết học diễn ra nhẹ nhàng, bắt nhịp với bài học không quá căng thẳng và có thể khởi động bài dạy của mình bằng cái hoạt động là các trò chơi hoặc là các hoạt động văn nghệ. Công tác bán trú tại các bậc học mầm non, tiểu học được quan tâm nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Các trường học đã thực hiện nhiều giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm đủ chất, đủ lượng, hợp vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện Đà Nẵng có khoảng hơn 1.100 bếp ăn tập thể và 54 căng tin trường học. Công tác bán trú thì nhà trường ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng hợp đồng với các cái thực phẩm có uy tín và nhà trường cũng đã xây thực đơn đối với nhà trẻ, mẫu giáo để tổ chức ăn bán trú. Thì nhà trường cũng đã trang bị đầy đủ các cái đồ dùng, các cái thiết bị nhà bếp và tổ chức ăn bán trú ở các lớp rất là chu đáo và hiệu quả. Bên cạnh việc ổn định nền nếp học sinh, lớp học, các trường học cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động tăng cường kỹ năng sống cho học sinh. Mới đây, trường tiểu học này đã tổ chức một buổi học về kỹ năng phòng cháy chữa cháy ngoài khuôn viên nhà trường. So với những năm trước, việc tổ chức hoạt động trải nghiệm không phải trường học mang đến nhiều điều mới mẻ đối với học sinh. Ở tại đây thì các bạn sẽ được gặp trực tiếp các chú chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, được giao lưu với nhiều hơn nữa các chú này và các con được quan sát các việc làm của các chú hàng ngày, thì điều này giúp các con có cái nhìn rõ hơn, kỹ hơn về công việc hàng ngày của các chú phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, để các con có thể biết rằng là mình cần làm gì để tự bảo vệ mình. Với nhiều phương pháp sáng tạo, giáo viên các nhà trường đã khiến những buổi học đầu năm trở nên nhẹ nhàng nhưng không kém phần hiệu quả. Việc sớm ổn định nền nếp dạy học, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ngay từ đầu năm học là tiền đề để thầy và trò các trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục hoàn thành các mục tiêu trong năm học mới.